Nam mô Bụt Hải Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Cái tiền kính lễ Chư Tôn, Thầy Đức Tăng, trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào Sư Mít Ta. À, xin được thay mặt Chư Tăng, năng gây chết mi con em ấy lòng thành kính xin quy gây mi con em ấy lòng thành kính xin quy tăng Bụt đăng sợ năng gây xin quý tăng ta yam bị đắp mang sa năng gai cha mi con em ấy lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba ta yam bị sang thắng sa năng gai cha mi con em ấy lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba Bụt thằng Saranang Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mạng sa ba năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang sa ba năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti dầm mi bút thăng sa ba năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm mi tâm mạng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm mi sang khang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm mi bút thang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti mi tham mạng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm mi sang khang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa rana năng và vị bồ năng phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tê dạ xin vâng. Bà la thiết ba ta về rồi mình đi sẽ khó bất đăng samadhi yami con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự sát sanh à đinh na đa na về rồi mình đi sẽ khó bất đăng samadhi yami con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cà mê sumi cha cha ra về rồi mình đi sẽ khó bất đăng samadhi yami còn xem bây giờ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mụ sa hoa đam về ra mạnh y sẽ khó bất đăng sa ma di mi còn xem bây giờ điều học là quy chánh xa sự nói dối su ra mê ra ya ma cha pa ma đắc tha nam về ra mạnh y sẽ khó bất đăng sa ma di mi còn xin quan những điều học là quý chánh xa si về uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
adinna dana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumatya chara veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya machabama dakthana veramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pañcasikkhapadāni sādukaṃ tattvaṃ appamādena niccakālaṃ samarakkhitappaṃ. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy phụng giới nơi tam bảo rồi, phải phát nguyện hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma pha tê dạ xin vâng. Xì lê na su ca tinh doan tị xì lê na khô ca sâm bạc đàn xì lê na ni pu tinh doan tị ta sman xì lăng ủy số hát dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng như giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thủ sa thủ lành thai uttamang ghê na hoàn đề hằng bà đa bằng sâm và uttamang bút thể vô ca li tô đô sô bút thô khama tu tăng ma măng. Con đem hạch đồng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cứu sinh Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề thâm mạnh cha đô quy thần quá rằng thâm mẹ vô kha li tô đô so thâm mộ kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo hủy sinh pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghê na hoàn đề hằng sanh khanh cha đô quy đốt ta măng sanh khề vô kha li tô đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi sinh tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin nhân mít cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Yom banna thamma nu thamma patibanno viharati sami ti patibanno anu thamma chari so tathagatang sattaro ti karu karo ti mahle ti puche ti paramaya puche ya patibhakta puche yam. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Sa-pa-pa-pa-sa-ka-ra-nang ku-sa-la-su-va-sam-ba-da-sa-chit-ta-pa-ri-yo-da-ba-nang-e-tang-bu-ta-hai-na-sa-sa-nang. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Thanh ti pa ra mang tha po ti ti kha ni pa nam pa ra mang va đan ti bu tha ni pa pa to pa ru pa kha ti sa ma no ho ti pa ra ng vi he tha yan to. Nhãn lại pháp tiêu hủy tối thượng không gì bằng niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Anu pa qua đô anu pa kha to ba ti mô kê cha tăng quá rô ma tanh yu ta cha pa ta s minh ban tanh cha sa ya na sa năng a ti chê tê cha a yô go e tăng bu ta hai na sa sa năng.
xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không phỉ báng kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời kêu Phật dạy. Si la samma thi bu na năng khan ti và tha na ca la năng sắc bê bi khu sở la tham ma khan ti giá dê hoặc quát thanh ti tê. Nhẫn nại pháp căn bản hầu hết các hành lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Khe là quả năm vi ba ba năng khan ti mu lăng ni khan ta ti ca la ha ca ha ha di năng mu lăng khan la ti khan ti cô. Nhẫn nại có khả năng bướng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy. Khanti thi ra sa sa lăng ca rô khanti ta po ta pa si no khanti pa lăng quả gia ti năng khanti ta su kha quá ham. Là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Khanh thị cô mê tạo qua la phi sa sa si su kha si la qua vi yô đê quá mê nô sa năng mà na bô hô thị khanh thị cô. Người hành tu nhẫn nại là người có bằng lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Át tạ nô vi bà rê san cha át tạ qua vô hô khanh thị cô sa ca mô kha gà năng mọc găng a run hô hô thị khanh thị cô. Ta người đều lợi ích nhân loại và chữ thiên, đều thương mến hộ trì người hành pháp nhẫn nại. Sát thủ nô và thần nô qua đăng cả rô tí dê và khanh tí của rộng mã dạy tí phu cha dạy tí năng phu chê. Tí khanh tí phu mạng kiếp sanh thiên giới trong đất quả niết bàn, người ấy quả thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật các cao thượng. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu, dạ con xin sám hối. Sa thủ lặng khai. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu, thượng ngự rõ tâm mọi điều, lẫm vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều. Chúng con hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tụ đạo màu, tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh. Văn kinh thi cú sa la cam mang cát tắp băng kí ri văn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta san nhi nô át thi dê cha sát ta a san nhi nô ca tăng quân nhá pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tề về tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng buồn nhã pha lăng ma già về chất tập tha na cha nan ti đề hoa gần tòa ni quê đa dung sắp bề lô cầm hi về sắp ta chỉ quan ta ha ra hệ tu ca a nhuần nhân phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vượt bền, có thể tiếp chung độ lên thiên đàng. Cung trời lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà. Chữ thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban, chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chủng tên hầu mạch ngay, có người làm phước được rài lại đêm hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chúng hưởng được phước quý, ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm, mùi hương thọa lòng. Ý đăng quá tâm ai bốn nhân a sa quá khá gia
quang hô tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mic trở lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những đức nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiện nam tín nữ thiện hữu tri thức. Kính chào cô tu nữ phúc hạnh, đa hữu sanh tật á và sĩ kim vừa đến vừa pháp hội. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 239. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Ratanatayasa Vandami Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sabbagaru Hicchetako Lokassasattha Dhammako Vido Vandamahantang Narappu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung, nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô vi giá tá sá sát thu nô lô ca nó mần thá sá vi nà ca rô cô sáp bánh nhô bút thập tạp tí phụ tí sanh nhá tô văn đà má hành tăng nã ra phù. Cha này nhá cần pháp bảo phi như anh vàng như lai phơi sáng vạt màng vô minh phá tan làm đặc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đến lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang cô quý số thô chú cá tát sát xa quốc cô xích kha xúc ca mô quá rá thầm mát xích kha cô ninh đà bá sang xa đi a na đá rô quá rô quanh đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giác gần tăng bảo tinh văn bậc đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ tiểu pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lệ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikha me e tuva thanang tassa pi a nu pha we nasaha sa ye nasichatu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 239. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Anupukbe na me tha vi. Anupukbe na me tha vi. Anupukbe na me tha vi. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ anupopena là một, metavi là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Anupopena ở đây chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ anu đi trước giữa bopena. Tiếp đầu ngữ anu này có nghĩa là kế tiếp theo, tùy theo ha. Anu là kế tiếp theo, tùy theo. Rồi chữ búp bê na, búp bê na do cái từ búp bá. Búp bá có nghĩa là phía trước, có nghĩa là trước. Nhưng mà chữ búp bá này được chia theo sử dụng cách, được chia theo sử dụng cách số ít ha. Sử dụng cách số ít có nghĩa là tá tỳ gia quỳ phát tí e cao quá trình á.
Cho nên chữ búp bá nó biến thành búp bê na. Búp bê na. À, vậy thì anu búp bê na cho chúng ta ý nghĩa theo tuần tự bằng cái này được kế tới cái kia. Tuần tự tức là một sự liên tục từ cái này rồi đến cái khác, đó là tuần tự. Ngài alo kế đi tè thì tè búp bê na búp bá là trước thì tương tự bằng cái này kế tới cái kia. Rồi xa thủ mê tha quy là bậc trí. Từ này chúng ta học cũng nhiều rồi ha. Mê tha quy là bậc trí, người sáng suốt. Vậy thì câu đầu tiên anubbe namê tha quỳ bậc trí theo tuần tự. Ý nghĩa câu đầu tiên bậc trí theo tuần tự. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2. Thô căng khát nề khát nề. Thô căng khát nề khát nề. Có phải vậy không? Có chỗ khác thì thô các thô căng. Có chỗ khác thì thô các thô căng. Ở đây thô căng khát nề khát nề. Trong sách quý vị thì sao? Thô cá thô cân hay là thô cân thô cân? Alo, quý vị thấy trong sách của quý vị thô cá thô cân hay là thô cân khát nề khát nề? Bởi vì cái câu số 2 này, bốn từ này nó như một ngữ, nó giống như một cái mệnh đề. Thô cần khát nề khát nề, tức là từng từng giây từng phút từng chút tức là ám chỉ là cái vấn đề liên tục. Từng cái sự việc nó nhỏ nhen mà nó kéo dài ha. Chỉ thô cần có nghĩa là từng chút từng chút. Rồi chữ khá nề có nghĩa là dần dần theo từng giây từng phút. Tức là nó giống như một thành ngữ thô cần khá nề, tức là từng giây từng phút và nghĩa là từng chút vậy. Một cái sự liên tục, một cái sự kiên trì, dù đó là một cái việc nhỏ nhưng mà nó liên tục kéo dài. Chỉ thô cần là từng chút ha. Rồi chỉ khá nề có nghĩa là dần dần theo từng giây từng phút. Thì câu số 2 này giống như một thành ngữ mà Ngài Hòa Thượng dịch là từng sát na hả? Từng sát na. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3 hả? Kamaro rajatasewa, kamaro rajatasewa, kamaro rajatasewa. Câu số 3. Chúng ta có hai từ. Kamaro là một, rajatasewa là hai. Chữ kamaro do cái từ kamara. Kamara là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và chữ Kamara này được chia theo chủ các số ít, Bathama Ekavachana Vipati. Cho nên Kamara nó biến thành Kamaro. Kamaro là cái người thợ kim hoàn hay là một cái người thợ.
thợ rèn ha, người thợ về vàng bạc hay là người thợ rèn. Người thợ kim hoàn, người thợ rèn ha. Rồi à, cái từ thứ hai Rajatase quá, Rajatase quá. Ở đây chúng ta thấy có hai từ Rajatasa à, và thêm vào một chữ e quá, ý quá nữa. Chữ Rajatasa do cái từ Rajata, Rajata nó là một danh từ trung tính, Akrantanapum Sakalinga, mà Rajata có nghĩa là bạc, à, bạc vàng kim ngân á, thì ở đây Rajata có nghĩa là bạc, bằng bạc. Rồi chúng ta thấy Rajatasa của bạc, đây là cái cách chia sở hữu các ha, Rajata. Nhưng mà cách chia thứ sáu Chati Vipati Ekavachana, cho nên chữ Rajata nó biến thành Rajatasa là của bạc, là của bạc, thuộc về bạc. À, và có chữ ý quá ở phía sau nữa, cho nên chúng ta thấy Rajatase quá, ý quá này có nghĩa là ví như, à, ví như. Vậy thì Rajatase của bạc, ý quá ví như, dạ đúng rồi. À, như vậy thì câu số 3 này Kamaro Rajatase và ví như người thợ vàng bạc ha, ví như người thợ vàng bạc. À, thì ở đây Ngài Hòa Thượng dịch là như thợ vàng, như thợ vàng. Và câu cuối cùng là cái câu làm sáng tỏ vấn đề ha. À, câu cuối cùng nittha me malamattano, nittha me malamattano, nittha me malamattano. Số 4 chúng ta có hai tình, nittha me là một, Malamattano là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái từ Nithamme. Nithamme à, ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ni ở phía trước. Ni có nghĩa là khỏi, là lìa. Và chữ Thamme, Thamme do cái căn ngữ là chữ thầm. Căn ngữ thâm này có nghĩa là thổi, à, thổi. À, vậy thì Nithamma, Nithamme ở đây nó là một một động từ, à, một động từ số ít. À, thì do cái chữ Thamati, do cái động từ Thamati. Thì Nithamme ở đây có nghĩa là vũ bỏ, tẩy trừ, thổi cho sạch. Vũ bỏ, tẩy trừ, thổi cho sạch. À, rồi rồi, rồi cái từ thứ hai Malamat Tano, Malamattano. Chữ Malamattano ở đây cũng do hai từ cộng lại ha, Malang cộng với Attano. Chữ Malang do cái từ Mala, Mala là một danh từ trung tính, Akrantanapum Sakalinga,
và Ma La ở đây được chia theo đối tác số ít đối tỷ quy phát địa cao quá chẳng hạn, cho nên Ma La biến thành Ma Lăng. Ma Lăng là bụi dơ, là cấu uế, là vết nhơ. Ma Lăng là bụi dơ, cấu uế, vết nhơ. Rồi cộng với Attano, Attano do cái từ Atta. Thì Attano ở đây là chính bản thân, bản thân hay là tự mình. Vậy thì ở đây có nghĩa là sao? Vũ bỏ cấu uế của bản thân, vũ bỏ cấu uế của bản thân. Câu số 4, Ngài Hòa Thượng dịch là trừ cấu uế nơi mình ha, trừ cấu uế nơi mình. Như vậy thì câu Phật ngôn 239 ý nghĩa tự vấn cho chúng ta cũng đã hoàn thành xong. Trong phần tự vấn này, quý vị thấy có chỗ nào nó rắc rối, có cái từ nào nghe không thông? Alo, quý vị cứ mạnh dạn học thì hỏi ha. Rồi, xin kiếm, xin mời. Con xin kính chào sư Chế Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cũng tiếng Việt, con thắc mắc tiếng Việt thôi sư ơi. Con cứ thấy mấy người thợ làm nữ trang, thợ kim hoàng đó, thì con thấy trong nhà kêu là thợ bạc, mà con thấy trong đó mấy ông đó đâu có làm bạc bao giờ đâu sư. Mấy ông toàn làm vàng không à. Sao giải phóng con đi theo bà chị con đi buôn bán vàng á, thì bà chị kêu con á là mày vô mấy ông thợ bạc á, đưa chồng cái này để ông phân kim cho tao. Thì chỉ mua mấy cái nữ trang mà dụng dụng của người ta rồi đó, người ta túng tiền đó, người ta vô bán đó, tại vì cộng vô rồi chồng đi học tập không có tiền đó. Có nhiều người có đôi bông mỏng chánh cũng bán nữa, thì chỉ mua hết cái đó dạng 18, 14 gì đó, chỉ nấu lại thì gọi là phân kim. Mà tại sao con nghĩ rằng cái này kêu á thợ rèn, thợ bạc, chắc cái đó ngày xưa đó chỉ làm bạc thôi chứ đâu có vàng đâu, phải kêu thợ làm đồ nữ trang thì đúng hơn. Mà sao kêu thợ, mà sao kêu là thợ bạc? Con thấy mấy ổng đâu bây giờ làm bạc đâu, bạc để cho mấy cái người mà ở ngoài người ta làm cho bán đồ nữ trang cho những người rẻ tiền bán đeo cho nó đẹp vậy thôi. Còn câu thứ hai của con nữa, cái chữ Mala Maptano trong câu số 4 đó sư, nó chia làm hai chữ, nó do hai chữ cộng lại là Má Lăng và Attano. Má Lăng là do chữ má lá, thì sư nói đó là Duttiya Vipatti Ekavachana, nó thuộc danh từ trung tính. Nhưng cái chữ Attano á thì nó là danh từ nam tính Pulinga, mà hai cái chữ này nó liền với nhau. Má lá mắt tá nô thì con nghĩ rằng nó là theo tại nó đi theo cái chữ Atono. Atono là chủ từ, thì câu này Atono là chủ từ thì nó phải là Pulinga, là danh từ nam tính Phattama Vipatti Ekavachana, có phải vậy đúng gì không sư? Dạ con xin cảm ơn sư và con xin trả máy là. Alo, 123, 123. Tiếng Việt Nam là một cái sự phức tạp của đa ngôn ngữ, lấy từ cái đất nước này, đất nước kia rồi đem về để mà coi đồng hóa, học những cái hay của người khác đem về làm của riêng mình. Ví dụ như ở miền Tây á, một mình thì nó mình đi, nó mình ên, thì chữ ên đó là cũng lấy của Campuchia ha. Mình ên thì chữ ên đó là lấy từ Campuchia qua ha. Rồi ví dụ như
cái xe ba bánh mà mình hay đạp á, thì gọi là xích lô, xích lô. Rồi cái từ mình đi làm cực khổ nó thì gọi là cu ly, thì cũng lấy những cái đất nước khác của Pháp rồi đem vô áp dụng trở thành là tiếng Việt Nam. Thì bây giờ cái thợ mà làm vàng làm bạc này ấy, thì người ta gọi là thợ kim hoàng, thợ kim hoàng. À, trong cái chữ chữ kim hoàng này ấy, có cả vàng cả bạc cả kim khí điện máy rồi gì tùm lum trong đó. À, tức là có những cái để cho người ta phân kim ra, biết đây là bạc, đây là vàng, đây là cái loại gì loại gì. À, thì cái đó là cái từ mà người ta gọi cho dễ hiểu. À, những cái người mà làm vàng bạc đó gọi là thợ kim hoàng. Rồi cái chữ mà Malamattano, tức là do chữ ma lăng cộng với attano. Đây theo Văn Phạm thì đây là một cái cách mà gọi là lô vô và sanh thí, xóa và ráp chữ để cho nó ngắn gọn lại, chúng ta không thấy cái nút ruồi nữa. À, thay vì chúng ta đọc ma lăng attano, ma lăng attano, tức là có cái nút ruồi ở dưới chữ m có dấu chấm ha. À, và nó nằm rời rạc ra chứ không có dính liền với chữ attano. Nhưng mà khi bỏ cái nút ruồi đi, bỏ dấu chấm đi, thì chúng ta đọc là Malamattano. À, đây là một cái cách làm cho ngắn chữ lại, cho nó gọn lại. À, thì trường hợp attano là chủ từ, xích kim nói đúng rồi, còn gì thắc mắc nữa. Vậy là giỏi quá rồi, có sự theo dõi, có sự coi như là quan tâm đến bài học, thì bảo đảm chắc sau về xích kim cũng giỏi. Thắc mắc là hỏi, mà cái hỏi này là một cái vấn đề rất là thực tế. Rồi, sẽ tiếp tục hỏi tiếp nha, nhưng mà bây giờ chúng ta học đã, học trước rồi hỏi sau tiếp. Như vậy thì ý nghĩa tự vận khi mà chúng ta phân tích xong như vậy thì gom lại để có được một cái ý nghĩa tương đối thông suốt. Ví như người thợ rèn vũ bỏ bụi dơ của bạc, người sáng suốt nên lần lượt vũ bỏ cấu quế của bản thân từng chút theo từng giây, từng phút. À, như vậy thì cái ý nghĩa ha, lặp lại cho nó nghe nó thông. Ví như người thợ rèn vũ bỏ bụi dơ của bạc, người sáng suốt nên lần lượt vũ bỏ cấu quế của bản thân từng chút theo từng giây từng phút. À, với ý nghĩa này, ngài Hòa thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát như sau: từ từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm, thợ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy, chắc dần quế nhơ. Từ từ, từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm, thợ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy, chắc dần quế nhơ. À, cái lối dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức mà chúng ta hay nghe ở trong cái room này, có cái ý nghĩa này: từ từ rồi nó cũng nhừ. Tức là chúng ta lâu ngày chạy tháng, mưa dầm thì nó cũng thấm rắc thôi, từ từ rồi nó cũng nhừ. Thì ở đây tức là từng sát na một gỡ ngay ác mầm. Rồi và Thượng Minh Châu thì ngắn ngắn gọn hơn ha, với cái lối thơ năm chữ: bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thờ vàng lọc bụi, trừ cấu quế nơi mình. Nếu mà chữ dần ở trên, ở dưới này chữ bản thân thì đấy nó vần hơn ha. Ví dụ như từng bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thờ vàng lọc bụi, trừ cấu quế bản thân. Bản thân với nơi mình cũng giống giống thôi.
theo lệnh của Ngài đi. Ngài là bậc học giả. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu á, ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích, bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thời vàng lọc bụi, trừ cấu quế nơi mình. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Từ từ rồi nó cũng như ha. Câu đầu tiên chúng ta tìm hiểu trường âm và đoạn âm để đọc cho nó đúng. Chứ không đọc còn có 2 ly, hoặc là nếu mà đọc nhanh quá 4 ly thì cũng lẹo lưỡi luôn. Anu búp bê na mê tha quỳ, anu búp bê na mê tha quỳ, anu búp bê na mê tha quỳ. Câu này có bao nhiêu âm từ? Câu này có bao nhiêu âm từ? Superman cũng tham gia chiến đấu nữa ha. Rồi sa thủ sa thủ. Ai hai người hai mà thành ba ha. Rồi đếm 1 2 3 mà thấy là coi như quý vị đếm cũng chậm nữa, chỉ có hai người này đếm nhanh nè. A là 1 này, nú là 2, búp là 3 này, B là 4, ná là 5, B là 6, tha là 7, mà quy là 8. Câu này có tất cả 8 âm từ. Bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Một mình chiếc kim. Là bây giờ thêm chiếc mít tàn nữa. Chiếc tàn man cũng tham gia nữa ha. Còn 4 trường âm thông thường. Đó là chữ B là 1 ha, chữ M là 2 ha, chữ Tha là 3 ha, chữ Quy là 4. Có 4 trường âm thông thường. Vậy thì cái câu số 1 này có tất cả bao nhiêu trường âm? Chiếc meta, chiếc kim, nó có 5 trường âm. Đúng không bà con? Rồi, Peter Man, hãy tìm chưa ra ha? Ráng tìm đi. Lỡ rồi, câu số 1 tham gia từ trước. Bây giờ phải ráng mà tìm cho ra bao nhiêu trường âm nè. Khó qua, tìm chưa thấy. Hỏi có bao nhiêu trường âm thì quay cũng tìm ra số 5 hả? Chữ búp là 1 nè, chữ B là 2 nè, chữ M là 3 nè, chữ Tha là 4 và chữ Quy là 5. Chính xác, câu này có 5 trường âm. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Đưa lên cái hộp dịch không? Chứng tỏ rằng không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chứ chờ men đi kiếm hộp dịch kiếm không ra, cho nên không thấy chắc lên. Vậy thì trường âm nhấn có được bao nhiêu? Alo, trường âm nhấn. Chị Meta, chị Kim, chị Tầm Anh cũng tìm ra trường âm nhấn rồi hả? Rồi, tìm chậm quá, chắc là bắt trước chị Meta, chị Kim quá. Ai sao tôi dạy đi? Người ta một, mình cũng một luôn ha. Không biết có chính xác không? Bởi vì nếu mà chat lên nhanh nhanh á, thì thấy là tự quyết. Còn mà chat chậm á, nhiều khi copy của người ta. Thôi bây giờ chị Tầm Anh đưa tay lên, phân tích câu số 1. Để chứng tỏ rằng cái khả năng của mình là thực tài chứ không phải là bất chấp người ta. Rồi mời bàn tay Sister Man phân tích câu số 1. Rồi sao thú sao thú.
Alo. Dạ, chữ A là đoạn âm, chữ núi là đoạn âm, chữ búp là trường âm, chữ V là trường âm, chữ má là đoạn âm, chữ mê là trường âm, chữ há là trường âm, chữ ví là trường âm, chữ vi là trường âm. Alo, 123, 123. Quý vị thấy cái micro này có mũ, mic này có mũ. Vậy nên khi mà cầm được cái micro là nó dính cứng à. Khổ quá, đọc xong thả lại chơi. Chơi gì mà coi như cái cầm hoài vậy, thích ăn chè. Câu đầu tiên này, hỏi có bao nhiêu trường âm, rồi trường âm gì, trường âm gì. Rồi Seeker Domain trả lời rất là ngắn gọn, rất là ngắn gọn. Anu búp bê nắp mê thào quỳ, búp là trường âm, bê là trường âm, mê là trường âm, quy là trường âm, tha đọc thành tha, mà tha thì nó là đoạn âm rồi. Khi nào đọc là tha thì nó mới là trường âm ha. Chứ còn mà đọc là tha thì nó là đoạn âm nha. Chỗ này đây, chỗ này cái thấy bất trí, thành ra là lộn cái là không còn trí nữa. Khổ thiệt. Nhưng mà mới mới vậy là thấy phân biệt được trường âm đoạn âm, đây là thấy thành công rồi ha. Rồi hoan hỷ hoan hỷ. Trời ơi, cười vừa vừa chứ cười dữ vậy chứ Kim. Cười vậy rồi người ta nghĩ mình chọc quê người ta kêu không lên nữa. Rồi câu số 1, như vậy là chúng ta biết bao nhiêu, nói bao nhiêu là giỏi rồi, đúng rồi. Mới đến với đạo tràng mà tiến bộ vậy là quá giỏi rồi. Cho quý vị thấy trong cái room này cô tu nữ Khê Ma mời lên, nhưng mà cũng cũng không không có tiến bộ bằng chiếc men mới đến. Lên cũng đọc trước quá thế à. Nói vậy em phải nói xấu nha, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Sự thật thì bao giờ cũng mất lòng hết. Có công mài sắt thì có ngày nên kim hả. Với sức người sỏi đá cũng còn nguyên hả, không sao hết á. Rồi bây giờ qua câu số 2. Thô căng khá nề khá nề, thô căng khá nề khá nề, thô căng khá nề khá nề. Câu số 2. Trong câu số 2 này chúng ta gom lại coi câu này có bao nhiêu đoạn âm. Alo, câu này có bao nhiêu đoạn âm. Ồ, hay quá, quý vị, nó có hai, đó chính là chữ chữ nào nè, chữ khác, hai chữ khác, đó là hai đoạn âm. Vậy thì câu này trường âm có được bao nhiêu? Chữ khá khá chứ không có phải là kha kha nghe, kha kha là người ta cười kha kha. Câu này có tất cả trường âm là 6 ha. Chữ thô là 1, chữ căng là 2, chữ thô là 3, chữ căng là 4, chữ nê là 5 và chữ nê là 6. Vậy thì câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Quý vị tìm ra lẹ quá ha. Trường âm thông thường có tất cả bao nhiêu sister man? Thôi tìm ra trường âm thông thường đó chính là chữ thô, chữ thô, chữ nê, bốn trường âm thông thường ha. Rồi chúng ta tìm tiếp bao nhiêu trường âm nhấn.
bao nhiêu trường âm nhắn. À, như vậy thì trường âm nhắn không có ha, thấy hụt dịch là không có rồi. À, vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, rồi dễ quá ha. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thấy có nút vui lên biết liền ha, thông minh mà. Hai chữ cần, cần đó là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì câu số 2 này là một câu chúng ta thấy chỉ có hai loại trường âm. Trường âm thông thường là chữ thô, thô, nê, nê. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ căng, căng. Không có trường âm nhắn ha. Rồi, như vậy câu số 2 chúng ta thông qua được chưa? Có gì thắc mắc không? Không thắc mắc, không có ý kiến. Vậy thì hai câu này chúng ta sẽ đọc sao nghe cho nó liền lạc với nhau ha, chứ không có dừng ở chỗ mê tha mà đọc liền một hơi ha. Cố gắng lên. Anubuk bê na mê tha vi thô căng thô căng khá nề Anubuk bê na mê tha vi thô căng thô căng khá nề. À, quý vị chú ý ha, trường âm thì chúng ta đọc kéo dài mà đoạn âm thì chúng ta phải đọc nhanh, à, phải đọc lẹ, phải đọc mau. À, còn trường âm thì kéo dài nha. Anubuk bê na mê tha vi thô căng thô căng khá nề rồi. Như vậy có một câu hai chúng ta thông qua. Bây giờ qua câu số 3 nè. Kamaro rajatase wa kamaro rajatase wa kamaro rajatase wa. À, câu số 3 thì ở đây nghe là Sĩ Kim nghe là mỗi lần mà lên phân tích cái gì nghe là chám lên là gấp đôi người ta, mà cái sự gấp đôi đó làm cho rối đầu hình ha. Bây giờ mời Sĩ Kim câu số 3 phân tích làm sao mình nghe cho lọt cái lỗ tai ha. Xin mời. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin phân tích câu số 3. Con tính nói gì mà con quên. Thấy không, con già rồi, con già còn dở hơn sư nữa. Con vừa mới nhớ gì mà con quên rồi. Chết chắc rồi đó. Con xin phân tích câu số 3 đi, rồi từ từ con nhớ lại. Kamaro right, Kamaro rajatase quá Kamaro rajatase quá. Kam là trường âm nhắn, ma là trường âm thông thường, ro là trường âm thông thường, ra chá là hai đoạn âm, tax là trường âm nhắn, c là trường âm thông thường, quá là đoạn âm. Trong câu này chỉ có hai loại trường âm thông thường và trường âm nhắn, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường có ba là ma, ro, c. Trường âm nhắn là kham và tas. Đoạn âm có ba là rá, chá, quá. Dạ, câu này là như vậy đó. Con cũng chưa nhớ lại, con tính hỏi sư cái gì con quên. Chết chắc rồi. Hồi con có sai, con xin sư sửa. Chết chắc rồi. Con trả máy, con xin trả máy lại. Alo, Sikh Meta, Sikh Gaman, tặng hoa thế này thì sai chỗ nào được? À, Sikh Kim đã từng đi học về văn phạm với mấy ngài Tích Lan mà. Trời ơi, để, như vậy thì làm sao mà vô đây là cái lớp vỡ lòng mình làm sao mà không qua mặt được? Nên Sikh Kim là thôi khỏi nói về Pali đi. Ví dụ pháp cũng giỏi nữa, Bali cũng giỏi nữa, còn cái gì để mà sai ha. Ai quan hệ
Kamaro Rajatase Wa. Câu này có hai loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ ma, chữ rô, chữ xê. Và trường âm nhấn là chữ cầm và chữ tas. À, chữ cầm và chữ tas. À, đó, chúng ta chỉ cần phân tích vậy là đủ rồi. À, câu này có hai loại trường âm. Trường âm thông thường và trường âm nhấn. À, như vậy chúng ta kết thúc câu số 3. Và cái câu cuối cùng là câu số 4. Câu số 4. Nithame malamattano. Nithame malamattano. Nithame malamattano. Câu số 4. Câu này à, không biết là Sĩ Tâm Pháp còn nhớ không à, Sĩ Tâm Pháp à, đi làm về mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ lên phân tích câu này cái là phân tích đúng cái là hết mệt liền à. Sĩ Tâm Pháp nghĩ gì sao? Chắc là vẫn còn khăn tiếng ha, vẫn còn bệnh ha. Nhưng mà đến với cái room này đó là một cái vấn đề ủng hộ. Bởi vì thời gian trước Sĩ Tâm Pháp Sĩ Tâm Pháp coi như là đối với cái room này cũng có một vai trò rất là quan trọng à, rất là năng nổ, rất là giỏi à, nhất là cái bài mà Thính Pháp Sư thì cái giọng của Sĩ Tâm Pháp không có một người nào thay thế được. Nhưng mà hôm nay công ăn việc làm rồi vấn đề kinh tế mà quý vị biết rằng giờ này ở bên Đức á, là khoảng 12 giờ, 1 giờ khuya à, nhưng mà đến với cái room là thấy có một cái niềm tin à, có một cái tâm hướng về Phật Pháp, chúng tôi rất là khâm phục. Rồi chắc là hôm qua hôm kia sức khỏe không tốt, khăn tiếng à, đúng rồi, đang bệnh và khăn tiếng mà bây giờ cái mời lên năn nỉ lên ác quá mà. Thôi ngồi im đi. À bây giờ cái câu số 4 này bây giờ Sister Man ha. Sister Man phân tích coi cái câu số 4 này để kết thúc à. Chứ còn bây giờ mời người bệnh đâu được, Sister Man đâu bệnh đâu. Rồi xin mời phân tích làm sao câu số 4. Alo, dạ câu số 4, cái chữ nít là trường âm, chữ tha là đoạn âm, chữ mê là trường âm, chữ má là đoạn âm, chữ lá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ ta là đoạn âm, chữ nô là trường âm. Con xin hết. Alo, cái câu trên phân tích nghe còn có lý, câu dưới này phân tích sao nghe chất quá hả? À, Sĩ Kim đưa tay bổ sung kìa, rồi Sĩ Kim làm sáng tỏ coi sao chứ mà Sĩ Kim hồi nãy khen cái là thấy muốn bị hen rồi sao đây, kỳ quá, xin mời Sĩ Kim. Dạ, con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Tại vì sứ xích tùm đồ men mới vô sư đâu có biết trường âm nhắn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm thông thường đâu. Hồi đó con mới vô con cũng đâu có biết ba trường âm đó đâu. Con đọc trong sách dạy tiếng Pali của sư Giác Giới đó, chỉ nói có hai loại trường âm thôi, trường âm ngắn, trường âm chứ đoạn âm thôi, đâu có trường âm thông thường, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cũng như là trường âm nhắn. Cổ nói trường âm đoạn âm vậy là tốt rồi sư. Sư phải từ từ sư chỉ cổ lại, như là trường âm nhắn thì nó đứng trước hai cái phụ âm, giống như chữ nít là nó trường âm nhắn, tại vì nó đứng
trước hai phụ âm dê đó, chữ thá là đoạn âm, để con đọc lại cái đã. Nithame malamattano, nithame malamattano. Nít là trường âm ngắn, tại vì nó chữ y ngắn, nó đứng trước hai cái phụ âm dê dê đó, nó nên gọi là trường âm ngắn. Thá là đoạn âm, còn mê là trường âm thông thường. Trường âm thông thường là nó thường là đứng, nó có chữ e, o hay là chữ y mà có dấu nguyền, chữ a có dấu nguyền chẳng hạn vậy, thì nó gọi là trường âm thông thường. Má là đoạn âm, má là lá là đoạn âm, mắt trường âm ngắn, tại vì chữ e, chữ a với nó đứng trước hai cái phụ âm t đó thì nó là trường âm ngắn. Tá là đoạn âm, nô là nó trường âm thông thường, tại vì nó có chữ sau của nó là chữ ô, chữ ô đó, chữ ô, chữ chữ e hay chữ e tiếng Mỹ, còn tiếng Mỹ tiếng Việt Nam nói tới nói lui con lộn hoài ha. Hay là những chữ y a mà có dấu nguyền á, có chữ gạch ngang trên á, thì nó là trường âm thông thường. Chỉ có lớp của sư là chia ra ba loại trường âm thôi, chứ con học tiếng tiếng Pali văn phạm của sư Sri Lanka đó thì cũng hai loại trường âm thôi, trường âm trường cũng hai loại thôi, rồi trường âm và đoạn âm thôi, không có kể trường âm ngắn, trường âm thông thường, trường âm đọc thì giọng nguyên âm gì hết á. Nhưng bên con thì chú trọng nhiều vào văn phạm thôi, còn đọc thì sư đó sư ấy kể ai cũng biết đọc hết trơn rồi, ai cũng biết đỏ ngâm gì đó, là sư nếu sai thì sư sửa thôi, chứ sư không có dạy như thế nào là trường âm, thế nào là đỏ ngâm đâu, chứ không có chia ra cặn kẽ giống như sư là trường âm ngắn, trường âm đọc thì giọng nguyên âm hay trường âm thông thường gì đâu. Dạ, để con mỏi ngọn nói lại con phân tích lại cái câu này, để không thôi sư nói con nói tùm lum tùm la làm người ta như mù nhù vậy, giống đánh dưỡng vô ảnh cước của Hoàng Dược Sư vậy làm người ta không biết đường đâu mà gờ. Dạ, con xin đọc lại câu số 4 à. Nithame malamattano, nithame malamattano. Nith là trường âm ngắn, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, má là đoạn âm, lá là đoạn âm, mấp là trường âm ngắn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Câu cuối cùng này nó chỉ có hai loại trường âm thôi, là trường âm thông thường và trường âm ngắn, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thường trường âm đọc theo giọng nguyên âm là nó thường nó có một ruồi. Trường âm thông thường có hai là mê và nô, trường âm ngắn có hai là nít và mấp, đoạn âm nó có bốn là thá, má, lá và tá. Dạ, con xin hết rồi, con có sai xin sư sửa, con xin trả máy rồi ạ. Alo, 1231023, câu số 4. Chị Kim là một hơi như vậy, rồi Thích Tử Mê đưa tay bái phục. Nhưng mà bái phục này không không biết là nói nhiều quá là bái phục hay là nói đúng bái phục. Còn Thích Mê Ta là tặng hoa là thấy rằng thấy đúng, à, thấy hay thấy đúng là tặng hoa. Còn Thích Tử Mê này bái phục là bái phục cái vấn đề mà Thích Kim nói nhiều hay là hiểu không biết là, à như vậy bái phục là hiểu. Chứ không phải là bái phục nói nhiều quá nghe điếc lỗ tai ha. Rồi, sa thú, xích kim. Thế là câu số 4 này cũng đã giải quyết xong ha. Với câu số 4 này chúng ta thấy chỉ có hai loại trường âm mà thôi, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Trường âm ngắn thì chữ nít là 1 nè, chữ mắt là 2 nè, đó là hai trường âm ngắn. Chữ mê, chữ nô ha, chữ mê chữ nô là hai trường âm thông thường. À, bốn trường âm thì chúng ta thấy còn lại là bốn đoạn âm, à, một câu có 8 từ. Như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết xong ha. Rồi, thắc mắc tại sao học ở đây kỳ cục quá, trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà trong khi các nơi khác chỉ nói trường âm là đọc dài và đoạn âm là đọc nhanh, ngắn gọn. Tại sao vô cái room này rắc rối?
quý vị cũng thông cảm đi ha. Một câu Phật ngôn như thế này từ 4 giờ rưỡi mà kéo dài tới 7 giờ thì quý vị nếu mà không câu giờ thì cái room nó trống vắng. Cho nên cũng phải kiếm cái gì đó để cho quý vị phân tâm một chút, nè, dài dòng một chút, rồi quý vị mới chú ý nè, cái loại này tại sao mà trường âm mà nó lại cái chữ khác, mà trong khi trường âm thì giọng dài thì giống nhau, nhưng mà còn có cái vấn đề phân biệt nó là nguyên trường âm đọc cái giọng nguyên âm, trường âm thông thường, trường âm nhấn. Đó là để quý vị theo dõi những cái chữ này, có một cái sự nhận định, và coi như khi mà chúng ta đọc á, không phải vậy vì sư muốn đọc cho dễ, không phải dễ khó gì hết đó. Nhìn vô đó quý vị tự tin, quý vị tự tin và biết rằng mình đọc đúng hay đọc sai. Chứ còn bây giờ nếu mà đều nhau dễ quá, trường âm đọc dài, đoạn âm đọc ngắn, nhưng mà bây giờ quý vị đọc dài, nhưng mà trong khi đọc dài nó cũng có những cái rắc rối của nó. Tại sao coi như thông thường nó khác mà nhấn là khác, mà coi như đọc theo giọng nguyên âm nó khác, cũng là giọng dài. Nhưng mà quý vị có một cái sự chú ý vào đó nữa, có một cái sự chú tâm, một sự ghi nhận nữa, thì chắc chắn rằng quý vị thấy không bỏ sót một từ nào hết, đọc rõ ràng, và mình đọc mình biết mình đúng hay là mình sai. Cho nên quý vị cứ hoàn hỷ đi, bởi vì càng rắc rối thì chúng ta có sự ghi nhận nhiều hơn. Mà khi có sự ghi nhận thì quý vị coi như an toàn trên xa lộ ha. Rồi bây giờ câu 3, câu 4 xong ha. Bây giờ ôn lại hai câu này, đừng có dừng lại chỉ xe quá ha. Tức là cái câu số 1 này chúng ta phải chạy qua câu số 2, đọc liền lạc chứ không có đọc theo cái kiểu mà hết câu là dừng ha. Ở đây sẽ kiếm đọc hết câu dừng, hết câu dừng. Cái này, cái trường hợp này nó không liên tục. Mà không liên tục thì nó không bổ sung ý nghĩa với nhau. Kamaro rachatase vanitha me malamattano. Kamaro rachatase vanitha me malamattano. Kamaro rachatase vanitha me malamattano. Nhớ ha, quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Còn nếu mà đứt hơi thì nên dừng lại nơi trường âm, đừng có dừng lại ở đoạn âm. Bởi vì khi quý vị dừng lại đoạn âm á, nghe nó kỳ lắm, nghe kỳ lắm. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Anubuk bề nam bề tha vi khô cần thô cần khát nề cầm ma rô ra cha ta se wa nít tham mê ma la mắt ta nô. Đó là cái đọc thứ nhất ha. Anubuk bề nam bề tha vi thô cần khát nề cầm ma rô ra cha ta se wa nít tham mê ma la mắt ta nô. Rồi cách đọc thứ hai nó tương đối dễ hơn ha. Anubuk bề nam bề tha vi thô cần khát nề cầm ma rô ra cha ta se wa nít tham mê ma la mắt ta nô. Anubuk bề nam mê tha vi thô cần khát nề cầm ma rô ra cha ta se wa nít tham mê ma la mắt ta nô. Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Rồi bây giờ xin mời bàn tay quý vị.
Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 239. Con cảm ơn cô Metta và cô Như Quang Căn đã cho tín hiệu nghe rõ. Còn mấy hai người nghe rõ rồi, vậy con chạy cả đầu tràng nghe rõ rồi. Anupubbe namme thawi tho khang khane khane khamma ro rajatasse vanitthame malamaptano. Anupubbe namme thawi tho khang khane khane khamma ro rajatasse vanitthame malamaptano. Anupubbe bề na mê tha quỳ thô khăn khá nề khăm mà rồ ra cha tác xề quá nít tha mê ma la mắp ta nô. Con đọc lung hơi vậy đúng rồi, còn sư đọc câu thứ hai, kiểu thứ hai. Anupup bề na mê tha quỳ thô khăn khá nề khăm mà rồ ra cha tác xề quá nít tha mê Malamaptano. Sau sư đọc cái là cái hai, sư tới câu thứ hai sư ngừng lâu quá vậy, con cũng không biết nữa. Thôi con đọc lại theo ý con, thôi đọc luôn cho rồi đi. Anupubbe namme tha quỳ thô khăn khane khamma ro rajatasse vanitthame malamaptano. Bạch trí theo từng tự, từng sát na trừ dằn, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu quế nơi mình. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có đọc sai xin sư sửa. Con xin nhường máy cho người khác à. Alo. Dạ, cho con xin phép, tại điện thoại con sắp hết pin vậy. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 239, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu ế nơi mình. Anubhubbe mehavi thukang khane khane kammaro yatat Yachatta seva nitha te malamaktano. Anubhubbe mamme tha vi thukang khane khane kammaro yachatta seva nitha me malamaktano. Con xin thêm cả lần nữa. Anubhubbe mamme tha vi thukang khane khane kammaro yachatta Chatta seva nitha me malamaktano. Dạ con xin hết. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sàng Khai. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Đờ Men cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, bây giờ con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 239 ạ. Bề ná mê thà quy thô căng khá nề khá nề cầm ma rô ra chá tá xê quá nít thá mê má lá mắt tá nô. Anu búp bề ná mê thà quy thô căng khá nề cầm ma rô ra chá tá xê quá nít thá mê má lá mắt ta nô. Anubhubbe namme tha quy thô căng khá nề
Kamaro Rajatase Wanit Thame Malamatano. Và trí theo tuần tự từng sát na trừ giận như thảo vàng lọc bụi trừ cấu quế nơi mình. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Từ từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm. Thảo vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy, chắc dần quế nhờ. Dạ con xin hết, con nhường máy lại cho người khác ạ. Kính nhờ quý vị lên trả bài ạ. Sa thủ sa thủ sik kim tít tầm men và sik meta đưa lên bài học. Chắc là sik Christina thấy sợ quá rồi ha. Vô thấy cái bài này thấy bộ khó quá. Sik Christina đọc được không ạ? Alo sik Christina, câu 239 có rảnh không hay là đương bận? Đừng làm việc, hoặc là thấy câu này khó quá cái thôi làm biếng đưa tay. Ủa thấy bàn tay rồi, xin lỗi, xin mời. Nam mô Bụt thầy. Dạ con xin lãnh lễ sư, con xin chào đạo tràng. Dạ con mới vô, con chưa có coi bài nữa. Dạ mà con ráng con bập nha sư. Dạ Anupupen Nam mê tha vi tho khang tho khang khen nê tham ma vô rajata se wa nitha mê ma la mát tha ta no. Bậc trí theo từng tự từng na trừ dần như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Và con xin đọc lại lần nữa. Anupupena mathavi thokhang thokhang khane khane khang khamaro rajatas sewa Nitha Me Mala Matano. Từ từ chút chút mà hay, từng sát na một gỡ ngay ác mầm. Thờ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy, dắt dần quế nhơ của Hòa Thượng Thích Giới Đức. Dạ con xin xuống mic kệ, con có sai, con biết con sai nhiều. Sư sửa giùm cho con ạ. Dạ mô Phật. Alo, 123, 123, bài kinh này, câu Phật ngôn này, ý nghĩa là từ từ, chút chút. Tức là chúng ta dục tốc bất đạt, mới đến với đạo tràng. Nhưng mà đọc vậy là thấy thành công rồi. Nhưng mà từ từ rồi nó cũng nhừ. Tức là nếu mà theo dõi thường xuyên, thì chúng ta sẽ đọc hay thôi. Không thể phân bì với những người đến trước mà mới vô cái là thấy kéo lên đọc ngay là thấy mở mắt rồi, quán hồn là thấy sao không à. Nhưng mà đọc vậy là thấy rõ rồi, có sai nhưng mà thấy như vậy là có tiến bộ. Đọc mình cũng biết là có sai nữa chứ hay. Rồi như vậy là về trường âm, đoạn âm, về giọng kinh, chúng ta cũng đã giải quyết câu Phật ngôn này. Bây giờ xin ôn lại ha. Đọc cái chữ này cho nó dễ. Tức là đọc hai câu. Anubhu
bề nam bề thà quỳ thù cần thù cần khát nề khát nề cầm ma rô ra cha ta sẽ quan nít tháp mề ma la mắt ta nồ. À, quý vị nhé, chậm rãi nha, bởi vì ở đây người ta nói này, đọc từ từ đừng đọc nhanh. Anupup bề nam bề thà quỳ thù cần khát nề khát nề cầm ma rô ra cha ta sẽ quan nít tháp mề ma la mắt Tano. À, đó là giọng kinh ha. Bây giờ giọng kệ chúng ta cũng đọc hai câu nha, một lần hai câu. Kinh và kệ nó bao gồm, nó xuất trong hai câu ha. Hai câu này xong rồi qua hai câu khác, đừng có nên đọc một câu. Đọc một câu thì nó đứt đoạn, và nhiều khi cái ý nghĩa nó không có cô đọng, mà phải là hai câu nó bổ sung ý nghĩa cho nhau. À, ví dụ tiếng Việt này ha, bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần. À, ý nghĩa của hai câu ha, bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần. Rồi hai câu sau này, như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. À, thì Bali nó cũng vậy ha. Rồi bây giờ dòng kinh xong, bây giờ chúng ta qua dòng kệ ha. Ê, à, chờ đỡ buồn. Anu búp bê nam bê tha quý thô căng khả nê khả nê cầm ma rô cha cầm ma rô ra cha ta sê hoa ninh tha mê la ninh tha mê ma la man ta nô. Anu búp bê nam bê tha quý thô căng khà nê khà nê cấm ma rô ra cha ta sê hoa nên tham mê ma la man ta nô. Anu bôm bê na mê tha vi thô căng khà nê khà nê cấm ma rô ra cha ta sê hoa nên tham mê ma la man ta nô. Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Rồi Sister Man hết biên rồi, bỏ chạy rồi. Rồi mời quý vị khác. À, cái dòng kệ thì tương đối dễ đọc hơn ha, bởi vì kệ thì sao cũng được hết, nhưng mà dòng kinh á thì trường âm đoạn âm phải rõ ràng. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. À, bây giờ muốn cho cái rung trống vắng này cũng dễ lắm. Mời Sư Kim lên kệ trước đi là bà con bỏ chạy hết à. À, mà bà con bỏ chạy là coi như là khỏe, đốc rung sớm. À, rồi Sư Kim nghĩ sao? Trời ơi, ngồi cười không người ta cũng đủ chạy rồi, còn mang mắt kiếm đen làm là làm giang hồ nữa, làm công an, làm mật vụ gì đó nè. Rồi lên kè cái cho bà con chạy hết đi. Con sư, con xin kính chào sư và các cô tư nữ của quý vị Phật tử. Sư cứ nhắc lại con nhớ nhà con lúc nhỏ, mỗi lần con ca thường con ca mấy bản như là Hùng Cường, Mai Lê Quyền, con vừa ca con ngừng nhảy cái tưng tưng hét thiệt là to. Thì mấy ông anh bà chị con, người lấy cây, người lấy chổi quơ tùm lum hết. Kêu con gì kêu vậy, giống gì kêu vậy, ồn ào quá à. Con cũng quen rồi, nhớ là con mắc cười quá à. Thì thôi bây giờ con đọc kệ cho đại khái đi, con cũng ráng. Thấy sư đọc nhiều quá, mệt quá. Mà không được thì con cũng phải ráng gống họng con ca lên ca cho được không. Con cũng không biết nữa, con cũng ráng cố gắng thôi. Con đọc kệ để con chia ra bốn từ sao ta. Con nãy con quên sư đọc kệ, con quên nghe, con mất chép bài. Thôi con chế ra luôn cho rồi đi. Anu phúc bê na mê tha quy thô khăn thô khăn khá nê khá nê khăm ma rô ra cha tác xê quá nít tha mê ma la mắp ta nô. Trời cũng được ha.
cũng không đến nỗi rỗng rãng giọng chuông đồng nghe lủng lỗ tai luôn. À, đọc sao ta? Anu khúc bê na mê tha quy thô khăn khá nê khăn mà rô ra chá tác xê qua nếp tha mê ma la mập ta nô. Rồi con đọc vậy là được rồi đấy sư. Con đọc lời bản dịch. Bật trí theo từng tự, bật trí theo từng tự, từng sát na trừ dằn như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu quế nơi mình. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin mời quý vị khác lên đọc à, để chừng vài người đọc nữa để cho sư vô tích sự á. À, dạ con xin trả máy và xin cảm ơn quý vị à. Dạ. Dạ bây giờ con cũng tiếp theo cô Kim, con cũng xin kể câu pháp cú 239 ạ. À. Anu búp bê na mê tha quê thô căng khả nê cấm ma rô ra cha tắc xê hoa nịch tha mê ma là mặt ta nô. A nô búp bê na mê tha quỳ thô căng khả nệ khả nệ cấm ma rô ra cha tắc xê hoa nịch tha mê ma la mặt ta nô. Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần như thạo vàng lọc bụi trừ cấu quế nơi mình. Đó là bản dịch trừ. Dạ con đọc đúng rồi nha. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A nu búp bê na mê tha quy thô căng khá nề cấm ma rô ra cha ta xê hoa nịch tha mê ma là mắt ta nổ. Từ từ túc mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm thở vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy chắc dần quế nhơ. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin nhường máy cho người khác và dạ, xin quý vị tiếp tục lên kệ ạ. À, sa thú sĩ Kim cũng có một sự tiến bộ chứ đâu phải là không đâu. À, không có cái gì khó hết á. À, mà chỉ cái tại chúng ta ngại và nó thành ra khó. À, đây là một cái câu mà tám từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4. À, rất là dễ, dễ hơn là đọc kinh hả. À, chiếc mấy ta đại lớn tuổi cho nên cái hơi không bảo tồn được. Nên nếu mà chiếc mấy ta mà cái hơi khỏe một chút nữa là thấy đọc hay lắm á. Còn người muốn đọc á, giống như sĩ Tâm Pháp á, có một cái giọng kệ rất là hay, nhưng mà hôm nay coi như là cái bị khan tiếng là tức lắm chứ không phải không đâu, nhưng mà chỉ ủng hộ thôi. Nghe quý vị đọc sĩ Tâm Pháp cũng hoan hỷ, nhưng mà chính bản thân của mình bị khan tiếng, đó là một điều hơi buồn ha. À, còn sĩ Christina nghĩ sao? Hết hơi rồi ha. Rồi sĩ Christina, nếu mà sĩ Christina mà lên mà cầm micro mà kể một cái này chắc ai trong tiệm trong quán người ta bỏ chạy hết á. À, nói như vậy không biết có đúng hay không, làm thử đi để bà con bỏ chạy hay coi mình cái giọng kể hay như thế nào ha.
Ai sĩ Krishna có dám đuổi bà con trong quán dạy thì đưa tay lên kệ. Rồi. Nghe, nghe, đây là không muốn tham gia rồi ha. À, ha ha gì, cái này kệ còn hay hơn cười nữa. Rồi thử coi, bốn bốn đi. À, nghe, nghe đi rồi bất chấp ha. Anupopbe na metha vi tho căng khane khane kammarora chan ta sewa nin thame ma la man ta no. Đang làm hả? Rồi, đang làm thì thôi. Quý vị thấy trong cái dòng kệ một câu có 8 từ thì chúng ta chia làm hai và đọc một lần hai câu thì chúng ta thấy nó dễ hơn là cái giọng kinh. Ừ, dễ hơn giọng kinh. À, rất tiếc là Sick and the Man bỏ chạy rồi, hết pin. Còn trong room này vị nào hoan hỷ à, cứ đưa tay lên, đừng có ngại rằng hay dở, đã gọi là kệ thì sao cũng được hết, không có ai chê chấp. Bởi vì đây mình đang học những cái bài kinh, những bài kệ của Đức Phật. Hay dở không quan trọng, mà cái quan trọng là chúng ta có nhiệt tình hay không. À, đạo Phật thì quý vị biết rằng chú trọng đến cái ý nghiệp, cái tâm của chúng ta, chứ không phải là cái khẩu, cái thân. Cái khẩu, cái thân thì nhiều khi chúng ta hành động còn bị hiểu lầm, nhưng mà nội tâm của chúng ta sự nhiệt tình. Chetana hằng phi cục ve tâm mong quá đà mới sở hữu tư. Đó là điều quan trọng ha. Rồi bây giờ còn ai đọc dòng kinh, đọc dòng kệ không ạ? À, bây giờ cái lâu quá, mời cô tu nữ phúc hành ha. À, đã là tu nữ thì chắc ở chùa suốt ngày kinh kệ rất là nhuần nhuyễn mà. À, lâu quá bây giờ cô tu nữ phúc hành đưa tay lên. Rồi muốn đọc dòng kinh cũng được, muốn qua dòng kệ cũng xong. À, thì ở trong chùa ngoài cái vấn đề kinh kệ để cúng dường đến ba ngôi tam bảo thì những cái chuyện khác là phụ. À, cái vấn đề này là vấn đề chính. Rồi cô tu nữ phúc hành có thể hoan hỷ đưa bàn tay lên. Bệnh hả? Trời ơi. À, bệnh mà cũng vô đây tham gia học hỏi. À, đây cũng là một cái tinh thần mà rất đáng tán dương. Xà thủ, bệnh quả giấy. Nhiều khi, ôi chuẩn bị vào quá chắc. Nhiều khi đây cũng là một cái phương thuốc để trị bệnh á. Chúng ta học, chúng ta chú tâm vào à, kinh kệ. Ờ, bị âm thừa. À, khi mà chúng ta chú tâm vào cái đề mục này thì bao nhiêu cái vấn đề khác chúng ta quên đi. À, đó cũng là một cách chữa bệnh. Rồi, chúc cô sức khỏe mau hồi phục nha. Nhưng mà sự tinh tấn của cô đó là một cái điều mà chúng tôi rất là quan hệ. Rồi, trở lại vấn đề câu Phật ngôn 239. À, sư Kim nghĩ sao qua cái dòng kệ của chính mình. À, bây giờ phải nhận xét cái cá nhân nhé. À, bởi vì khi mà sư Kim mà kể, người ta đâu có bỏ của chạy lấy người đâu. À, trong đội tràng vẫn lắng nghe. Và sư Meta còn tặng hoa nữa. Sư Kim nói nghe ok hả? Trời ơi, phải lên nói lên cái điều mà từ trước tới giờ chưa bao giờ kể, mà bữa nay lên kể như vậy thì cái sự quan ý làm sao ha. Chị Kim bày tỏ nỗi lòng, tức là vật trí theo tuần tự, tức là từ từ cái gì khó chúng ta cố gắng khắc phục, nhưng mà khắc phục không phải một lần một lúc, mà từ từ từng sát na trừ dần này, từ từ rồi nó cũng nhừ. À, thì bây giờ vừa rồi nghe là hát những cái bài ca mà nhí nhố vui rồi coi như là nhảy tưng tưng như vậy ha, thì mình cảm thấy rằng cái tâm tư mình nó quan hỷ ha. Nhưng mà khi mình lên kệ kiểu này
không khỏe rồi cho bài học rồi thì sao tú sao tú à, cô tu nữ phúc hạnh. Rồi bây giờ chị Kim cho biết khi mà đã kể xong rồi có tự khen mình không? Alo, có thấy là hôm nay sao mà cái giọng đọc của mình, cái giọng kể của mình hay quá, có tự khen mình không? Rồi như vậy là chị nó ok thôi hả? Khen khen rồi chấm dấu hỏi là sao? Rồi phải giải thích cái chỗ này khen khen mà còn hỏi là sao? Rồi phải giải quyết chỗ này chứ khen mà có dấu hỏi nên là thấy nghi quá. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con không có khen, con cũng không gì mà con cố gắng phục vụ đạo tràng, làm bổn phận của mình thôi sư. Hát không hay nhưng mà hát hoài nó cũng được. Giống người ta nói cái câu gì á, đen đen, những mấy người mà xấu sư lại đen đen mà nó xấu á. Cái câu gì cái con nhớ coi, đen 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 nhìn lâu nó cũng ngấm hay gì đó con quên rồi. Nếu là mà mặt trai mày đá cũng như là anh ta không đẹp trai không ngon mà mặt dày đi theo đuổi cái người nào á thì kiến tha lâu đầy đầy tổ, có công mày sắc có ngày thành cái búa đó sợ, chứ không phải thành cái kim, thành kim lâu dữ lắm thành cái búa chặt củi đó, đốn cây nó tốt hơn cái kim, kim nhỏ quá, nhiều khi nhỏ quá rớt mất tiêu luôn, gió thổi bài luôn. Con chỉ muốn làm cái bổn phận con thôi, sư muốn cho con đọc kệ. Thật ra thì con học tiếng Pali là tiếng ngôn ngữ của Đức Phật thì con rất tinh tấn và bảo trợ kính trọng cái văn của Đức Phật, nhưng mà con cũng bị nhiễm sư một chút là khi nào sư lên sư đọc cái câu đó sư cũng hay sự nói cái này nói kia, con cũng nói chữ tí là tí là con chuột chẳng hạn như vậy, chứ thật ra con không có sửa lời vậy trơn á. Nhưng mà đối với con khi mà con đọc tiếng Pali á thì con thích đọc kinh hơn là kệ, tại vì con kệ con thấy nó kéo tới kéo lui giống như ca hát vậy đó, thì con không dám, tại vì khi mà con đọc kinh thì con rất nghiêm chỉnh, con đọc đâu đó đàng hoàng. Còn nếu mà không phải đọc kinh nói chuyện tà lao thiên địa thì con thích lắm, mỏi nhọn thích lắm, chỉ qua chỉ lợi lắm. Mỗi khi mà con thích nhất là vô trong đạo tràng của sư á, mà nghe sư nói là con dưới đây là con cứ hả họng, con cười hoài ha. Sư nói tiếng Việt mà sư nói lái qua lái lại rồi sư nói nãy kia con ngồi con cười hoài ha. Lúc trước là con không có đủ bản lãnh, con cứ cười rồi sư kêu con lên rồi con còn đang cười, con cười tiếp. Bây giờ con khôn rồi, con ly con lên rồi con không thèm cười nữa. Sư nói là con chỉ cười miếng chi beo thôi, cười miếng chi beo thôi chứ không có cười như lúc trước. Lúc trước là cười hoài ha. Ngồi cười cười hoài không biết, nói ông sư này vui quá hả, ông nói chuyện mắc cười quá hả, vui quá hả, ông nói chuyện gì cũng được hết. Thì con sau này con có nghe một bài bài của sư sư Bủ Chánh á, sư đó còn tiếu lăng nữa, sư còn ngầu hơn sư nó, sư còn sửa nhiều chữ cười lăn bò lên luôn. Chẳng hạn như con kể cho sư nghe là sư Bủ Chánh có một sư ở trên chùa Thích Ca Thiền Viện, kể cho con nghe là sư Bủ Chánh bữa trong giảng với hàng trăm mà tăng ni ở trong chùa đó, thì sư giải thích là sư nói quý vị có biết đại đức thượng tọa hòa thượng có nghĩa là gì không, cái ở dưới người ta lóng tai lên ta nghe coi sư nói gì nghe. Thì mấy chữ đại đức hòa thượng thượng tọa ai không biết, từ từ nó lên đó, thì cái danh xưng đó từ bên Bắc Tông mà có thôi. Mà con hỏi là tại sao có những chữ đó thì có người giải thích cho con rằng từ thời của bà, từ thời nhà Đường á, bà Võ Tắc Thiên á, bà kêu mấy ông sư vô trong chùa để dạy cho những công chúa hoàng tử ở trong cung á, thì bà cho chức tước vậy thôi, chứ bên Nam Tông đâu có đại đức thượng tọa hòa thượng gì đâu, người ta chỉ kêu là mấy sư thôi, nhiệt già thì kêu trưởng lão đại trưởng lão thôi, chứ đâu có cái chữ mà đại đức thượng tọa hòa thượng gì đâu. Thì ai cũng lắng nghe ha, thì sư Bủ Chánh mới nói chứ đại đức là đợi đấy, không biết đợi đấy là gì, đợi đấy. Còn thượng tọa là từ từ, còn hòa thượng là hết thời, là hết thở rồi, hỏi sao vậy, nó hết thời hết thở rồi, là già rồi, sắp sửa chết rồi, nó hết thời rồi thì vậy đó.
Thì sư giải thích giống vậy đó, ở dưới người ta cười rồng rồng luôn, mà sư thì tỉnh bơ hả? Cái này con nói chuyện có thật đó. À, thì quý vị đừng có kêu tôi nghe chỗ nào mà bỏ lên ấy nữa, thì quý vị cứ kêu điện thoại cho sư Bửu Chánh đó, hỏi mấy đệ tử của ngài đó thì họ nói thôi, đừng kêu tôi nghe ở đâu nghe, tôi mệt dữ lắm á. Cái thì đại khái vậy. Đối với con thì con khi mà con đọc kinh Pháp Cú thì con thích đọc kinh hơn, tại nó giống như trong cái cô động, trong cái đó nó có nghiêm chỉnh hơn. Chứ mà kệ thì du dương, con nghĩ rằng giống như bài ca vậy. Con thấy ca mà với lại khi mà đọc kệ thì nó không có đúng theo trường âm, đoạn âm đó, rồi nó không có nhắn đúng, muốn kéo dài ra, kéo kéo ra, kéo vô vậy đó. Thì trong cái đầu của con thì con không có ý tưởng đó. Mà con chỉ nghĩ rằng nếu bài kinh Pháp Cú nó ẩn chứa rất nhiều cái sự Phật pháp màu nhiệm trong đó, những ẩn ý mà lời của Đức Phật muốn nhắn trong đó, sâu xa trong đó, tùy theo cái sự trình độ hiểu biết của cái người hiểu Phật pháp, nó có thể là nó ngu ngơ giống như thần kỳ, giống như nhiều năm trước đây mà con chưa có biết về Phật pháp là gì đó, con đọc con thấy nó thần kỳ quá à, chuyện này chắc không có à. Gì đâu mà đọc cái câu này hết ngày này vô dòng thánh này vô dòng thánh kia, sao dễ quá vậy. Rồi thì con không có tin cho lắm, nhưng mà khi con học Phật pháp vô thì con những câu những chữ con ngồi trong suy nghĩ nó thấy rất nhiều nghĩa, nó bành ra, nếu mà tán ra nó rất rộng, không biết nói bao nhiêu mà hết á. Thành ra những cái kinh Pháp Cú mà con rảnh con phải lấy ra con ngồi con đọc, rồi con coi ngẫm nghĩ, rồi con suy nghĩ cái đó, rồi con theo cái đó mà con tán ra theo ý của con thôi. Nói thì không có thể diễn tả hết bao nhiêu, nhưng mà con thấy rất khâm phục Đức Phật. Ngài nói rất là cô đọng trong những từng chữ của Ngài. Thì nguyên một câu Pháp Cú, nguyên một bài kệ Pháp Cú có 4 câu, mỗi câu thường là 8 câu, nhưng mà trong đó Ngài chỉ có 1-2 chữ, Ngài nhấn mạnh cái ý chính trong đó thôi. Từ cái ý chính đó mà tỏ ra, tán ra giống như là cái quạt vậy, cái điểm chính giữa tỏ ra muốn bự bao nhiêu cũng được hết. Thì con hồi nhỏ thì con học về toán với physics với lại vật lý thì con rất là giỏi. Tức là con học trong lớp đó là trùm trong đó rồi đó. Thì con lúc ban đầu thì con học hồi bậc tiểu học, thì lên chút bậc trung học lớp 6, lớp 7 thì học mấy định lực về định về toán á, như định lực Euclid hay gì đó. Thì hình học á, toán học á, thì hai chiều, chẳng hạn như qua một đường thẳng ta chỉ kẻ được một đường thẳng thôi, nhưng mà học lên cao, học về học về hình học không gian thì nó lại khác. Thì trong đó thì nói qua một đường thẳng ta có thể kẻ hàng tỷ những đường khác, đường thẳng khác song song với đường thẳng đã có, thì lúc đó cái óc nó bao trùm hơn, thì nó phải có cái không gian, nó không gian ba chiều chứ không phải là hai chiều bây giờ. Nhưng mà khi mà qua bên Mỹ học cao lên nữa thì con thấy rằng các nhà toán học, các nhà khoa học mà làm những cái dạng phóng hay những phi thuyền lên mặt trăng, mặt trời, mà trên mặt trăng hay những cái hành tinh khác, họ thường không có tính chính xác được cái giờ mà cái nơi chốn, cái giờ mà cái phi thuyền sẽ trở về địa cầu. Cho dù họ có những computer rất là tốt nhưng mà không tính được. Tại vì họ có nghĩ rằng họ không học được Phật pháp, họ không có hiểu cái định lực vô thường. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng mặt trời là những định tinh không có dời đổi, nhưng họ đâu có biết tất cả mọi việc đều vô thường, các pháp đều vô ngã. Nó mặt trời nó vẫn di chuyển trong một cái tốc độ nào đó mà với con mắt người thường không biết được, và nó cũng hủy hoại từng sát na mà dưới con mắt bình thường của nhân loại không hiểu được. Cũng như là gió thổi, hay là có gió thổi hay có những cái gì ở trên không gian nó chuyển đổi, nó làm cản trở đi cái đường đi của cái phi thuyền, họ đâu có biết được. Cho dù họ giỏi, họ tính, họ không có tính được chính xác, nó không có chính xác được lắm, có nhiều khi nó bị nổ. Thì con nghĩ đó, thì cái trí tuệ của loài người cũng chưa có thâm sâu, chưa có bằng một phần mà nào đối với trí tuệ của Đức Phật. Thì con rất trân trọng và con rất
nghĩ thâm sâu, rất là biết ơn Đức Phật. Khi mà con thấy con rất là hạnh phúc và con rất là may mắn khi con đọc được những cuốn sách về chánh pháp cũng như những câu kệ mà của Đức Phật nói, thì con rất là mang ơn, rất là biết ơn, và con cố gắng đi học. Thành ra khi mà con ca thì con nghĩ rằng sướng ca vô lội, kinh kệ mà ca cái gì, trời ơi ca cái gì, thì con không có thích vậy thôi. Thì ở trong cái tâm của con thì không có nghĩ ca hát gì ba kinh kệ hết. Khi nào nói chuyện phím ở ngoài á thì nói gì cũng được, nhưng mà tới kinh kệ rồi không có ca hát gì trong đó hết trơn á. Thành ra con không bao giờ nghĩ con kệ kệ gì hết trơn á. Sư kêu con quá thì con lên con kệ đại vậy thôi, kệ không được cái này cũng kệ cái kia, miễn có kệ được rồi. Con không thấy con khen hay gì trơn á. Thì nếu con đọc vậy được thì từ từ con kệ theo ý như sư muốn vậy thôi. Con thấy cũng không có thích thú gì trong cái kệ trơn á, thì ai đọc sao con đọc theo vậy thôi, chứ con không thích. Con vẫn chú trọng vào cái bài tiếng chữ kinh Pali, con đọc làm sao cho cái trôi chảy trường âm rõ ngâm nó rõ ràng và liên tục phát âm ra liên tục thôi, theo cái giọng của romantic roman đó, của tiếng Anh đó. Chứ thật ra đi qua con thấy mấy nước khác như Miến Điện với lại Sri Lanka thì các vị sư ấy đọc phát âm cũng câu đó thì nó lại khác. Con đọc theo cũng khó lắm, con chỉ lắng nghe thôi, chứ đọc theo phải mất thời gian để mà đọc theo mới được. Chứ con không thấy con khen cái gì trơn, con chỉ cố gắng làm đủ bổn phận của con thôi. Con chỉ có ý vậy thôi. Và con thấy mỗi ngọn nhiều quá, để cho sư trả máy được cho sư để nói về cái tích chuyện này. Dạ, nếu mà con khi mà con nói vậy có điều gì lầm lỗi, con xin quý vị chỉ bảo và tha thứ, con xin sám hối. Dạ, con xin trả máy lại ạ. À, xa thôi xa thôi chị Kim à, rất là hoan hỷ, bởi vì trong cái vấn đề tâm sự chúng ta mới hiểu được cái tấm lòng, cái ý nghĩ của quý vị khi mà học những câu Phật ngôn này. Một cái điều rất là thích nghi đối với chị Kim là cũng cùng một tư tưởng giống như ngài Diệu Tông. Ngài Liễu Tông chú trọng về giọng kinh chứ không thích về giọng kệ, bởi vì đã từng trong room này thì ngài Liễu Tông nói rằng có vấn đề kệ nghe giống như hù quán, giống như kệ lương nè, ru ngủ, làm cho con người nó yếu đuối. Nhưng mà chúng ta thấy đối với các nước quốc giáo thì ngoài cái giọng kinh cũng có giọng kệ. Chúng tôi hướng dẫn quý vị thôi. Thật sự ra mỗi nước đều có một cái phong tục tập quán để cho người ta an trú vào trong câu kinh tiếng kệ. Khi mà người ta kệ tức là người ta đã nhuần nhuyễn về giọng kinh và thấy rằng cái đoạn này tâm đắc quá, hay quá, muốn đi vào lòng người, thì người ta lại qua cái giọng kệ. Bởi vì kinh là sutta, kệ là gatha, có hết chứ không phải là không. Nhưng mà cá tính của mỗi người, cá tính của mỗi người, cho nên ở đây học chỉ là học, còn quý vị áp dụng theo cái cá tính của mình. Thích kệ thì kệ, mà thích tính thì tính. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là cái nội dung của câu Phật ngôn này, chúng ta có trì hành hay là không. Còn học cho nhiều để rồi chúng ta để em bóc bế đứng lên là rớt xuống. Thôi thì bây giờ đi vào cái duyên sự câu Phật ngôn này ha. Trước khi đi vào duyên sự thì chúng tôi cũng xin đọc lại để ôn lại. Anubhubbe namme thavi thu cần khane khane kammaro rajatasse vanit tham về malamat tano anubhubbe namme thavi thu cần khane khane kammaro rajatasse vanit tham về malamat tano. Và cũng câu Phật ngôn này thì với giọng kệ chúng ta cũng đọc lần hai câu như vậy ha. Anubhubbe namme thavi
thu căn thu căn ca lê ca lê cấm ma rô ra cha ta se wa ninh tham mê ma la man ta nô bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần như thập vàng lục bụi trừ cấu uế nơi mình. Câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một cái vị Bà La Môn. Có một lần nọ, ông Bà La Môn vào buổi sáng tinh sương để ra khỏi thành, rồi ông thấy chư tỳ kheo đắp y. Ngay tại cái chỗ đứng đắp y của các vị tỳ kheo đó có một rất là rộng rạp. Khi ấy, một đường viền y của một vị tỳ kheo đang đắp bị kéo lê trên cỏ và bị thấm ướt bởi những giọt sương đêm. Có chỗ này mới được. Qua ngày hôm sau, ông mang cuốc đến làm sạch cỏ nơi đó và săn lấp bằng phẳng như là một cái sân phơi lúa. Rồi qua ngày hôm sau, ông đi đến nơi đó để thấy cái đường viền y của các vị tỳ kheo kéo lê trên mặt đất lấm bụi vào y, thì ông suy nghĩ cần phải rải cát lên nơi này mới được, và ông đã thực hiện công việc đó. Rồi một lần khác, khi nhìn thấy các vị tỳ kheo bị nóng bức, mồ hôi chảy tương ra khi mà đứng đắp y, ông mới suy nghĩ ta phải cần một cái rạp che mát tại nơi này mới được. Rồi ông thuê người để che thành một cái rạp che mát ở nơi đó. Rồi hôm sau ông đến, khi trời đang còn vũ, mưa đã tạt vào y của các vị tỳ kheo đang đứng ở trong rạp đó. Ông mới suy nghĩ cần cho người dựng nên một cái gian phòng kín đáo và lớn. Sau khi mướn người dựng xong cái đại sảnh, ông suy nghĩ rằng giờ ta phải làm để khánh thành cái gian phòng lớn này. Rồi ông thỉnh chư tỳ kheo tăng có Đức Phật là thượng thủ đến ngồi vào nơi đã được soạn sẵn trong đại sảnh. Ông dâng cúng thực phẩm, rồi chờ bậc đạo sư thọ thực xong, ông thỉnh bình bát và xin ngài phúc chúc cho ông. Ông mới bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong khi con đứng tại chỗ này, con trông thấy các vị tỳ kheo như thế, có nghĩa là cỏ làm cho ướt y, rồi cát bụi dính vào y, rồi trời nắng, nghĩa là coi như là làm cho các vị tỳ kheo nóng nảy, đổ ướt mồ hôi, rồi không có một cái không gian, không có một cái phòng kín đáo cho các vị tỳ kheo, cho nên con đã làm nên cái đại sảnh này. Và Đức Phật dạy rằng: Này ông Bà La Môn, người mà được gọi là bậc thiền trí vẫn giữ một cách chậm rãi, từ từ, từ tốn, tuần tự làm các việc lành để giải trừ những cái cấu uế, những cái phiền não do những cái ác hạnh của mình đã gây ra. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 239: Anupubbe namme thavi thu căn khane khane kammaro rajatasse vanithamme malamattano. Bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần như thở vàng lọc bụi trừ cấu uế nơi mình. Và khi mà Đức Phật nói lên cái đại ý câu Phật ngôn này, giống như một người thở vàng không thể nào chỉ một lần mà nung đốt nghiền nát lọc bỏ tất cả những chất dơ của vàng để trở thành cái món nữ trang tốt đẹp được. Họ phải nhiều lần bỏ những cái chất bẩn nó nằm ở trong vàng, họ mới sàng lọc, họ mới nung đốt, mới có thể làm thành một cái món nữ trang. Như vậy thì cái người mà có trí phải làm nhiều lượt
để tống trừ những phiền não, những ô nhiễm, những cấu uế, nhất là tham ái từ nơi mình. Có như thế mới giải trừ được những ô nhiễm, những phiền não, những uế trượt nơi chính bản thân. Và khi câu Phật ngôn 239 này chấm dứt, thì ông Bà La Môn đó đã chứng đắc thánh quả tu hành. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng, từ từ chậm rãi tiến dần lên, việc nhỏ an bài, việc lớn lên, bậc chỉ kiên tâm trừ tổ đầu tiên, lập chỉ phải cho bền. Như ông Phạm chỉ trước ban nền, dãy cỏ vừa xong, rải cát lên, cất rạp tiện bề sư đục nắng, cho làm phòng trọn cũng không quên. Nhân lễ khánh thành nghe pháp Phật, thời lai tuệ nhãn tự nhiên thông. Như vậy thì câu Phật ngôn 239 cho chúng ta thấy rằng, cái việc thiện, công đức, những việc lành, chúng ta nên từ từ, đừng có chê, đó là việc nhỏ, mà chúng ta phải bền chỉ. Từ từ, thì lâu dần nó sẽ thuần thục. Và khi thuần thục thì từ việc nhỏ nó biến thành việc lớn, cũng giống như từng giọt rơi rớt vào trong một cái lu, cái khảm. Chúng ta thấy chỉ một giọt nước thôi, chúng ta coi thường. Nhưng mà lâu ngày chạy tháng thì chính một giọt nước đó nó đã làm cho cái lu, cái khạp nó tràn ra. Thì cái việc lành mà chúng ta coi thường nó, ồ đây là chuyện nhỏ nhặt. Khi mà chúng ta coi thường việc, một việc lành nhỏ nhặt, thì chắc chắn là chúng ta không thể làm nên việc lớn được. Bởi vì sự huân tập, sự tích tụ, nếu mà chúng ta không có bồi bổ, không có làm thường xuyên, thì chắc chắn là cái tâm của chúng ta sẽ bị ác pháp nó lôi kéo. Thì ý nghĩa câu Phật ngôn này 239, Đức Phật chỉ thuyết lên ông Bà Môn làm tuần tự pháp, tức là từ cái việc nhỏ rồi từ từ đến việc lớn, từ một cái bụi cỏ mà nó biến thành một cái khoảng đất rộng sạch sẽ, rồi từ cái khoảng cát rộng đó, y áo của các vị này dính bụi bặm thì ông ta mới rải cát lên. Khi mà rải cát lên thì các vị tỳ khưu đứng đó đắp y mang bát thì mồ hôi nhễ nhại, thì ông thấy rằng cái cơn nắng này nó làm khổ các vị tỳ khưu, ông mới che một cái rạp, rồi che một cái rạp, rồi thấy rằng mưa vẫn tạt vào làm cho các vị này bị ướt át, ông mới xây một cái đại thảnh, một cái phòng lớn. Và khi làm một cái việc mà ông nghĩ rằng tương đối toàn hảo, thì ông thỉnh Đức Phật và Chư Tăng tới, ông làm lễ cúng dường Chay Tăng. Và khi cúng dường Chay Tăng thì Đức Phật ngài mới nói lên cái việc làm của ông ta là một cái vấn đề tuần tự pháp, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ từ, rồi nó cũng như. Có nghĩa là ông ta được Đức Phật tán thán, và do cái tâm hoan hỷ đó mà Đức Phật đã đưa ông ta vào thánh vực Tu Đà Vương. Như vậy thì đây là một câu chuyện mà Đức Phật chỉ ám chỉ để ông Bà La Môn thực hành theo tuần tự pháp, tức là từ nhỏ, từ nhỏ, từ nhỏ tiến tới việc lớn. Được ví dụ như một người thợ vàng muốn làm một cái món nữ trang nào đó thì phải nấu, phải sàng lọc những cái bụi dơ của chì, của thiếc, của đồng, của kẽm để nó trở thành một cái cục vàng mà thuần chất. Khi mà đã thành một cái cục vàng thuần chất thì họ làm theo món nữ trang thí mới có giá trị được. Thì trong đời chúng ta tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, ngã mạn, tụng lâm đà la, thì chúng ta cũng phải lọc từ từ, chứ không thể một lần chúng ta làm được. Rồi bây giờ xin mời
Mời quý vị kiến lễ câu Phật ngôn này. Chúng thanh lọc nội tâm thì cũng giống như ông thợ lọc vàng. Còn quý vị hay hơn không làm thợ lọc vàng, thì bây giờ thợ lọc cái gì đây để cho nội tâm của mình được yên tĩnh, được thanh tịnh? Xin mời bàn tay của quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Mỗi người đóng góp một ý kiến. Để rồi câu Phật ngôn này chúng ta lấy đó làm bài học áp dụng trong cuộc sống. Đừng có coi thường những việc thiện nhỏ. Quý vị nghĩ sao? Alo, thôi mời Sip Mê Ta có ý kiến về câu Phật ngôn này đi. Alo, Sip Mê Ta. Sip Mê Ta nghĩ sao? Muốn làm ông thợ thợ vàng để mà lọc những bụi dơ trong mình. Thì bây giờ ý kiến của Sip Mê Ta với câu Phật ngôn này thì mình phải làm như thế nào để trừ cấu uế nơi mình, tức là những phiền não, những tham lam, sân hận, si mê ở nội tâm, thì chúng ta phải sàng lọc như thế nào? Alo, qua câu Phật ngôn này thì Sip Mê Ta nghĩ sao? Xin mời cứ tự nhiên đóng góp ý kiến. Đừng có nghĩ rằng mình nói hay, mình nói dở. Mọi chuyện hay dở không quan trọng. Cái nội dung này chúng ta đã tiếp thu được cái gì và áp dụng trong cuộc sống của chúng ta thì sao với câu Phật ngôn này? Alo, mời Sip Ta. Rồi, đi đâu mất tiêu rồi. Sip Christina. Alo. Rồi, chắc cũng nó bận luôn. Ở đây chỉ có mình Sip Kim là thấy theo dõi, học hỏi rồi coi như hồi nào cũng tiếp thu, rồi cũng đóng góp ý kiến với đạo tràng. Đó là một cái điều mà chúng ta nên học hỏi lẫn nhau, nên tích cực. Rồi, mời Sip Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con xin chia sẻ ý kiến của con nghĩ về bài kệ này. Trước hết con xin đọc lại câu kệ. Anupappe namme tha vi tho khan kane kammaro yatatasse vanikkame malamaptano. Bậc trí theo từng tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Theo con nghĩ cái câu kệ này rất sâu sắc và một bài học cho con nên noi theo mà làm. Bậc trí theo đức, theo trong cái câu này nói tức là các bậc thánh, các người mà có học Phật pháp chân chánh, từng sát na trừ dần. Cái sát na này nó rất, cái thời gian của nó rất là ngắn, nó bằng một phần của cái 10 mà lũy thừa chính đó, tức là nó rất là nhỏ, tức là của một giây đó. Một giây nó đã ngắn rồi mà cái này bằng một phần mà chính cái số không, nó hàng tỷ vô. Cái thời gian này rất là ngắn, không có thể mà đếm được đâu. Thì từng sát na trừ dần đó, tức là khi mà học Phật pháp ấy, thì khi mà học về computer ấy, thì chúng ta biết nano. Cái nano nó bằng 10 đi thừa chính là cái gì của một giây đó, nó rất là ngắn. Nhưng cái sát na này ấy, nó còn ngắn hơn cái đó nữa. Thì cái tốc độ này người thường không có thể đếm được, không nhìn thấy được đâu. Khi mà chúng ta nhìn một cảnh sắc hay một nghĩ một cái điều gì, nhìn một cái vật nào á, thì chúng ta nhìn thấy, mà khi mà chúng ta nhìn á, mà nhìn để mà phân biệt rằng nó là cái cây thiệt hay cây giả, nó là bông hướng dương hay là bông cúc, thì cái tiến trình tâm của chúng ta đi hàng tỷ 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 lần qua nhiều cái ấy mới nhận xét ra được cái đó là loại bông hoa gì. Thì trong Phật pháp thì Đức Phật hay dùng cái chữ sát na này lắm. Sát na là rất là nhanh, tức là không phải đợi cái đúng lúc nào mà chúng ta phải trừ dần những cái thói hư tật xấu của chúng ta đó, mà phải trừ dần từng sát na. Khi mà có nghĩa là khi mà nó khởi lên trong cái tâm của chúng ta đó,
khởi lên cái tâm thôi, chưa có làm gì hết, mới khởi lên một cái điều ác, như một cái điều mà mình nghĩ xấu về một người nào, hay là mình chuẩn bị hay muốn, muốn blend ra một cái việc gì đó để làm, tính sắp sửa ăn cắp, hay tính sắp sửa nghĩ một câu chuyện nào để nói xấu một người nào, hay làm hại một người nào đó, hay một con vật nào đó, thì chúng ta hãy nên ngừng lại chỗ đó, ngừng lập tức liền chỗ đó, và suy xét lại những điều chúng ta làm như vậy có đúng không, có tốt đẹp gì không. Thì cái tức là phải trừ trừ dần, tức là ngay mà hiện ra trừ dần 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 dần, chứ không phải để một đống rồi trừ một lần, cái chuyện đó không 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 thành công đâu. Chẳng hạn như dạy một đứa con á, thì một gia đình á, mà dạy con tốt á, thì người ta dạy cho nó tánh sạch sẽ ngay từ nhỏ. Khi mà nó bày đồ chơi đó, bắt nó dọn lại, bỏ lại trong giỏ, cũng như rác đến một miếng giấy á, thì nó bỏ nó dục lung tung á, thì kiếm nó kêu nó cầm cái miếng giấy đó lỡ cái chỗ thùng rác bỏ vô. Cũng như nó dẫn nó ra nhà hàng nó ăn á, thì do nhà hàng mà nó đòi cái này đòi cái kia, thì nói nó, nếu mà nó hiểu biết rồi đó, thì nói nó, nếu mà không chịu ngồi yên một chỗ để ăn á, thì đi về, tất cả mọi người đều về hết không ăn. Thì làm vài lần như vậy thì nó biết. Chứ nó để vô trong nhà hàng mà nó quậy lung tung, nó hét rồi làm á, thì làm cho người ta ăn không có được, người ta phải chú ý tới nó, thì không có tốt. Còn nếu mà còn nhỏ quá thì thường là không có dẫn mấy đứa nít quá nhỏ đi vô trong nhà hàng, tại lúc đó nó chưa có hiểu biết gì á, thì nó không làm được. Thì con thấy những gia đình như là gia đình của mấy đứa con của con đó, mấy đứa cháu đó, thì dạy rất là đúng. Nó ra nhà hàng nó hát á, thì ba với má nó nói không im á, im thì ngồi lại ăn, còn không thôi đi về. Mà nó vẫn còn la hét thì tất cả mọi người đều về hết, không ăn nữa. Thì từ từ nó lớn, nó cũng biết, nó vô trong đó thì ba với má nó nổi cơn lên, nó quậy. Thì ba má nó dòm nó một cái, nói cho nó một hai câu thì nó ngồi yên lại. Thì cái đó thì có một gia đình khác mà con quen, mà nuông chiều con cháu dữ lắm, nó vô nó la nó hét cái gì cũng thấy kệ nó, rất là kỳ lạ. Thì con thấy không có, nó khác đi, hai khác biệt đi giữa hai cái sự giáo dục đó. Thì cũng tùy theo mình làm thôi. Giống như cái đó cũng đúng nữa, con nghe đó có một câu nhân chi sơ tánh bản thiện, tức là cái câu đó mà của Chẹt á, nó nói tức là con người sanh ra là có bản, có cái tính lành rồi. Thì lúc ban đầu con chưa học pháp á, con chưa học Phật pháp, thì con nghĩ cái đó cũng đúng rồi, sanh đã nhỏ đâu biết gì. Nhưng mà bây giờ cái đó là chặt lắc, nó đã sanh ra nó có tục sinh tâm sân, là cái nó đúng thời đúng lúc thì nó cũng tâm sân thôi, nó rất là khó chuyển đổi nó được, trừ phi nó được một sự giáo dục, được chỉ dạy theo từng lúc nhỏ, thì nó có thể đổi cái đó, đè đi cái đó, để mà nó kiểm soát được những cái tâm sân tâm xấu của nó vậy. Chứ ai mà đâu mà sanh ra ai cũng hiền đâu có đâu, không có chuyện đó đâu. Cái đó là nói cho vui vậy thôi, hồi nhỏ không tin, bây giờ con lớn không tin. Thì cái câu này cũng đúng. Chẳng hạn như một người họ sống trong gia đình đàng hoàng thì họ sẽ sống đàng hoàng như vậy. Nhưng mà nếu mà họ chơi với đám bạn mà xấu đó, giống như gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Như họ bạn bè ban đầu rủ họ uống rượu, thì họ nói vợ tao ba hay là ba má tao không có thích tao uống rượu đâu. Thì người này mới nói chứ mày lo gì, rượu để đó mày uống thì mày mới sai, mày uống ít mày đâu có sai, mày uống nhiều mày mới sai, mày không uống mày đâu phải đàn ông. Nó nói đủ thứ, nó khích khích khích. Thì người này cũng bắt chước uống, uống một chút. Nhưng mà họ đâu có biết rằng rượu, xì ke, ma tí, đó là những thuốc độc, nó từ từ nó ngấm vô rất là khó. Ban đầu á, nó là khách ở ngoài đường, thì khách ngoài đường lâu lâu nó đi ngang qua mình mời nó vô. Nhưng mà nếu mình dùng nó thường hoài á, nó từ từ nó vô trong nhà mình, nó giống như người thân của mình. Rồi sau đó nó thành là ông chủ của mình. Tại vì mình uống hoài, nhiều hoài, mình ghiền luôn rồi, không có nó thì chịu không nổi, thì nó làm thành ông chủ của mình. Thì đó là những cái thói chúng ta tập, là những cái thói hư tật xấu chúng ta tập. Cũng như hút thuốc, con đít mới đẻ ra đâu có ai biết hút thuốc đâu, sao hút thuốc được, cũng tập thôi mới hút thuốc.
thì nó vậy thôi. Còn nếu mà sống một cái môi trường tốt đó, thì không có bị giống như vậy, đã được dạy dỗ thì từ lúc nhỏ thì rất khó mà làm được giống vậy. Thì Đức Phật nói câu này á, nếu mà người trí theo từng tự, từng chút, tức là metta quy, thô khăn, khá nê, thì nó thâm nhập vô trong trong tới cái tâm, trong cái tim, trong cái tỷ rồi đó, thì rất khó mà chuyển đổi cho họ kêu họ làm những điều xấu. Tại khi mà họ làm thuần thục rồi, họ quen rồi, và trí tuệ của họ phát triển thì họ biết rằng cái nào là sự tốt, cái nào là sự xấu, thì rất khó mà chuyển đổi. Thì Đức Phật cũng nói rất khó để kêu một người ác mà làm việc thiện, nó rất khó. Kêu thằng cúp của giết người, trộm cắp, lúc nào cũng đầu óc cũng nghĩ chôm chỉ để làm một việc thiện, thấy đồ tốt mà tay chân không ngứa ngáy, không móc, không cắp thì rất là khó cho nó. Tại nó nghĩ rằng trời ơi, đồ tốt quá, uổng quá, trước mặt trong tay mình lấy thì uổng. Nhưng mà đối với một người thiện, người lành thì kêu họ ăn cắp ăn trộm hay là giết người cướp của thì rất là khó. Họ chẳng thà họ chết, họ chịu tiếng là con già chết, ngu sằng vậy đó, nhưng họ không thể nào làm được. Thì đó cũng như là nó phải phải tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp rồi nó mới được giống vậy. Giống như thợ vàng lọc bụi á, lọc bụi thì hòa thượng nói bụi bặm vậy đó. Thật ra lúc mà đi coi mấy ông người thợ bạc á, gọi thợ làm nữ trang đó, thì lúc sau 75 á thì mấy cái tiệm vàng bị đóng cửa hết, nó bị kiểm soát hết, thì người ta phải bán chui ra. Thì mấy ông thợ bạc này, ổng giấy tờ của ổng là ổng thợ bạc, nhưng thật ra là trung tâm chỗ căng vàng và thử vàng của mấy người buôn bán. Thì bà chị con á, thì mua những cái vàng tùm lum tùm la, bà mới nấu lại để phân kim lại để làm ra cái vàng chỉ á. Vàng chỉ tức là từng chỉ á, nó để đeo cho nó dễ, để người ta đi vượt biên á, người ta đem theo nó dễ hơn là đem một lượng, nó nặng quá, với lại đem một lượng đi buôn bán nó khó. Nếu mà làm từng chỉ gì đó thì nó rất dễ, thì phải phân kim ra, tỷ có nhiều loại vàng 14, 18 rồi tùm lum hết rồi, mua lại. Rồi nhiều khi cái miếng vàng đó không biết nó có phải vàng thiệt không, cũng phải đem vô để mấy ông này ổng lấy lửa, ổng nướng rồi. Nếu mà vàng thiệt thì nó không có, nó vẫn nguyên giống vậy, mà vàng mà có pha cái gì thì những chất đồng hay chất bạc nó chảy ra hết, nó còn, hay là nếu mà pha cát á, thì nó nổi cát lên hay cái gì đó, thì nó không còn bóng loáng, nó sáng chói như vàng thiệt. Thì chỉ kêu mấy ông đó là phân kim ra, thì ổng bóc có đấy, ổng nấu lại để cho những cái chất kia đó, nó vô thì lấy nó ra hết, chỉ còn cái vàng 24 carat đó thì tốt. Thì bắt đầu lấy cái đó mà chế ra từng nhẵn thì xỏ sâu lắm vậy, rồi khi nào có khách lại thì bán cho họ thôi. Thì nó gọi là phân kim. Con hiểu phân kim danh từ có nghĩa là gì? Có nghĩa là lọc 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 những cái vàng lại cho nó đúng cái tuổi nó. Nếu mà vàng 18 thì ra vàng 18, vàng 10 ra vàng 10, vàng 24 ra 24, con không biết cái phương pháp nào, nhưng mà thì cái đó là gọi là phân kim đó. Thì con biết giống vậy thì nó qua cái tiến trình cũng rất lâu, cũng không có dễ. Thì trừ như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu quế nội mình, tức là những cái gì dơ của mình đó, mình phải lo, mình trừ đi, rửa sạch nơi mình đi. Trước hết là phải lo rửa sạch nhờ cái tâm tánh của mình đi, trừ bỏ hết những cái thói hư tật xấu của mình càng nhiều càng tốt, rồi cho thân tâm nó nhẹ nhàng đi rồi mới tính sao. Đừng có lo đến chuyện người khác, mình lo chuyện mình đi, đừng lo chuyện người khác. Đức Phật dạy như vậy. Thì lo chuyện người khác làm sao mình có lo hết đi, chuyện gia đình này, chuyện gia đình kia, chuyện xã hội này, chuyện xã hội kia, chuyện thế giới này, chuyện thế giới kia, chuyện nước này, chuyện nước kia. Sống bao nhiêu, bà có sống bao nhiêu lâu đâu mà lo nhiều quá. Điên là không điên mới là lạ đó. Dạ con thấy bây giờ còn có 2 phút nữa là hết giờ, con cũng nói cũng nhiêu đó cũng đủ rồi. Con nghĩ rằng là cái công câu kệ này Đức Phật muốn nói đại khái như vậy. Trước hết mình phải trừ hết cái cấu quế của mình từng chút, đừng có bỏ qua những cái việc nhỏ mà coi nó là việc nhỏ mình không nên làm. Mình đợi việc lớn mới làm thì không đúng. Cái việc nào mà vừa sai trái là phải cắt bỏ liền.
Dạ con xin trả máy là con thấy cũng hết giờ để sư nói con sống làm luôn nữa. Con hãy xin cầu chúc cho các vị sư, các cô tu nữ và quý Phật chữ, ông Phật Phật tử được một ngày an vui. Nếu con có điều gì sai, xin sám hối và xin chỉ dạy và con xin trả máy lại ạ. Sa tu thích kiên à, như vậy là hay lắm rồi, bởi vì mỗi người đóng góp một ý kiến để chúng ta hiểu câu Phật ngôn này qua nhiều khía cạnh à, mỗi tư tưởng của quý vị à, là một bài học, cho nên chúng tôi mời quý vị để được học hỏi nè quý vị. Đừng có ngại mình nói dở nói hay, hay dở không quan trọng, mà cái mục đích của câu Phật ngôn này mình tẩy trừ những phiền não của nội tâm như thế nào. Nói rằng đừng quan tâm đến người khác, nhưng mà người khác cũng là một cái đề tài để mình tu tập. Cái ông Bà La Môn này em nhìn thấy các vị tỳ khưu à, rồi chính những vị tỳ khưu đó là đối tượng để ông ta làm sạch cỏ này đó, rồi cất lên một cái đại sảnh à, thì vì cách vật trí tri ông tên nhìn à, chư tăng, để rồi ông ta lấy chư tăng làm một cái đề mục và ông tạo cái thiền pháp à, thì đó cũng là một cái phương pháp để mà tu. Còn người mà quay lại với chính mình là cái chuyện khác à, nhưng mà lấy đối tượng bên ngoài để mình nhìn đó mà tu tập thì ông này mới từ chuyện nhỏ tiến lên việc lớn, rồi từ chư tăng đó, các vị tỳ kheo đó, ông mới thỉnh được Đức Phật làm cái lễ gọi là khánh thành, và ông ta đã thành công. Thì trình bày của Thích Kim à, cũng đi vào nội dung câu Phật ngôn này, mong rằng cứ mạnh dạn lên, đừng có nghĩ rằng mình nói hay nói dở gì hết, nhưng mà đóng góp ý kiến để cho câu Phật ngôn này quá nhiều khía cạnh chúng ta hiểu à, và chúng ta lấy đó làm kim chỉ nam tu tập trong cuộc sống à, xà thủ sĩ kia. Và hôm nay quý vị cũng rất là tuyệt vời à, đọc dẫn kinh xong rồi qua dòng kệ, quý vị tham gia nhiệt tình như vậy thì chúng tôi thấy cũng rất là hoan hỷ, và thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ ha. Chúng ta lấy câu Phật ngôn này làm một cái đề tài để tu tập trong cuộc sống. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả, rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin quay lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê na sa cha quát chê na sa thi vô hô tu sa phật đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Kính chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc. Xin phép chúng tôi được đóng gương.